Dạ em mến chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tìm kiếm người thân. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn, trước màn hình nhỏ quý cô chú anh chị và các bạn đang xem là hình ảnh của một người cha về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm kiếm đứa con. Và câu chuyện như thế nào thì em xin mời tất cả cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe, theo dõi hết video này. Dạ em xin phép xin mời tất cả cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe và theo dõi. Dạ rồi à, em xin phép chào anh trai nhé. Anh trai có thể giới thiệu anh trai tên là gì? À, mình là Trần Viết Quyên. Anh nói lớn lên giúp em ha. Mình là Trần Viết Quyên. Anh đến từ đâu? Đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ. Hôm nay anh trai về đây là nhờ anh em là tìm con đúng không ạ? Đúng rồi, tìm con gái. Dạ. Con gái anh tên là gì? Tên Trần Như Thùy. Bé năm nay bé sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2008. Ồ, mới 15 tuổi. Anh có thể chia sẻ cái sự việc con nhà mình bỏ nhà đi như thế nào cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết không ạ? Xin phép mời anh. Hôm đấy cháu chỉ nói với anh là đi đi du lịch thôi, đi du lịch Nha Trang. Thì mình có gọi điện nhưng không có bắt máy. Nhưng ngày hôm sau cháu vẫn chỉ có gọi về một lần. Sau đó là không liên lạc được nữa. Con gái nhà mình còn đi học không? Không, nghỉ rồi. Bé hiện tại là bé đang làm công việc gì ở Lâm Đồng? Thì ở nhà thì cháu nằm neo tại nhà. À, làm neo làm móng tay, móng chân tại nhà. Nhà mình đông con đúng không anh? Mình có 4 người con. Bé này là con thứ mấy? Con thứ 3. Bé dễ thương ha. Bên ngoài bé có dễ thương như trong hình không ạ? Cũng như vậy ha. Thường thường là bé là làm neo tại nhà. Thì cái thời gian mà cụ thể là cái thời gian nào là bé bỏ đi anh ha? Là ngày bao nhiêu? Nằm vào khoảng ngày 18 tháng 11 ạ. 18 tháng 11 tức là sắp 1 tháng trời. Đúng, rồi. Sắp 1 tháng rồi đó. Vậy là 2 ngày là 1 tháng rồi. Đúng rồi. Và tại sao hôm nay anh mới về đây? Thì bữa đó thì khi mà mình biết cháu đi thì mình cũng nghĩ là cháu đi du lịch thôi. Thì mới đi với mấy bạn làm cùng đó. Nhưng mà khi mà mình mới biết là mình bị tim. Oh. Cho nên mình là không thể đi được. Anh là bị bệnh tim. Đúng rồi. Tim là tim bị bẩm sinh hay là bị như thế nào? Mình là bị là do có khả năng là do mổ tuyến giáp. À. Tức là mình mổ tuyến giáp mà cách đây là 1 năm trước. Dạ. Đó thì bây giờ mình đi vừa rồi khám thì cũng uống tháng mấy 2 tháng thuốc rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà nó không tiến triển thì có khả năng là mình phải mổ. Dạ. Mổ để đặt máy trợ tim. Dạ. Thì bác sĩ cho biết là bây giờ chỉ về uống thuốc nếu mà nó không thuyên giảm nữa. À. Thì sẽ mổ. Như anh chia sẻ là đúng lịch trình là ngày hôm nay anh mổ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà khi đúng lịch trình á là ngày hôm qua xuống để làm, nhưng mà bác sĩ bảo tôi bây giờ nó về cái cuối năm rồi á thì anh uống thêm là một liệu trình cứ 2 tuần. Yeah. Một liệu trình thuốc. Thì nếu mà nó thuyên giảm á thì sẽ theo thuốc uống. Yeah. Nếu mà nó không thuyên giảm thì phải mổ. Anh cho em hỏi nè, tất cả mối quan hệ bạn bè của con anh nắm bắt được không? Bây giờ thì thật sự mà nói thì mình chỉ biết là trước đây thì nó có quen với cái cô bạn đó. Mình biết tên không? Biết là bạn ấy tên Liên, nhưng thực tế con bé đó thì nó vẫn ở nhà. Từ đầu nó đi cùng bưng bê một cái quán cà phê. Yeah. Rồi xong bắt đầu vừa rồi thì có lên hỏi thì nói là nó không chơi với nhau nữa. Yeah. Thì mình cũng không hiểu, thì mình có hỏi thăm á thì Liên chỉ bảo là cháu đâu thì cháu cũng không liên lạc. Nhưng mà con bé Liên thì nó vẫn còn làm ở đó. Lần này là con nhà mình đi du lịch, các bạn bè rủ đi du lịch. Đúng rồi. Đúng không ạ? Mình biết được các bạn bè đấy không? Mình không biết. Ừ. Bởi vì những cái đứa bạn ấy thì mình không biết. Đi du lịch cụ thể là đi du lịch ở đâu anh có biết không? Hôm thì kêu cháu nó kêu là nó đi du lịch ở ngoài Nha Trang. Nha Trang. Đúng rồi. Con mình đi có xin phép ba mẹ không ạ? Cũng đầu tiên á thì nó chỉ đi xong nó nhắn về, nó gọi điện về, nó bảo con đi du lịch mấy ngày là con về. Đó. Vậy là ban đầu đi là không có xin phép. Không xin phép, đúng rồi. Đi rồi mới nhắn về. Đi về mới nhắn về. Và bao lâu rồi thì anh không liên lạc được cho con? Cũng mấy tuần rồi đấy. Mấy tuần, một đúng tháng rồi. Chỉ có 4 tuần. Đúng rồi, cũng phải trên 2 tuần rồi. Trên 2 tuần, đúng. Trước kia liên lạc thì con nói sao?
đổ chuông nhưng không nhấc máy. Nhưng vì sau này có một lần thì mình gọi nhiều quá thì nó chỉ nói là con mấy bữa ở ngoài này mưa lắm, mấy bữa để con về. Nó chỉ cũng nói vậy, nó ở ngày mưa lắm thì mấy bữa con về. Cái nhưng từ đấy là không. Cái sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Chưa, mình thì mình chưa. Tại sao anh chưa trình báo? Thì nói đúng ra thì vì đầu tiên thì mình cứ nghĩ là con nó đi chỉ mấy bữa nó về. Thì cái lúc vì sau nó có nhắn về thì nó cũng nói là con ba cứ yên tâm thì mấy bữa đây con về. Chứ ba đừng có nói nghĩ nhiều. Nhưng thực tế ra cứ chờ đợi mãi thì nó không về thì mình cứ hy vọng nó về. Đó, thì mình biết đi chờ đợi mãi thì không thấy về, mình biết đi mình gọi điện rồi nhắn tin thì hoàn toàn là không trả lời. Sau cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, anh lập tức anh trình báo cơ quan chức năng nơi mà anh đang hiện tại đang sinh sống. Bởi vì cái này anh không thể để chậm trễ nó rồi. Lỡ như con thì anh xảy ra một cái vấn đề gì đấy, lúc đấy như thế nào, đúng không ạ? Thật sự phải nhờ cơ quan chức năng tuân thủ luật pháp Việt Nam nhá. Tới giờ phút này anh nghi ngờ con anh sẽ gặp điều gì? Mình chỉ sợ một là nó dụ dỗ cháu nó đi nó bán. Thứ hai là đi vào những cái chỗ thực tế là nó không có lành mạnh. Nhạy cảm đúng. Tới giờ phút này anh có nghi rằng con nhà mình đã bị sập bẫy các đối tượng xấu vào những nơi nhạy cảm chưa? Mình cũng có thể, mình nghĩ là thời gian vậy là cũng có thể là có. Bé nhà mình rất dễ thương, rất xinh xắn, đúng không ạ? Chính vì đặc biệt là bé là bé gái nữa, mà đặc biệt ngoại hình của bé rất là đẹp. Đó là cái con mồi của các cái đối tượng xấu. Có thể tới giờ phút này thì bé bị sập bẫy các đối tượng có thể khống chế nên bé không thể về được. Trên cái video này anh có điều gì anh muốn tâm sự với con anh không? Ừ, thật sự mình... Anh gọi tên con ra anh nói chuyện với con đi. Ba muốn con. Con ở đâu con về với ba, về với gia đình. Con ở đâu con về với gia đình. Hy vọng với ba mẹ. Con gái xem được video này thấy ba của con lặn lội một quãng đường rất xa về đây nhờ các chú của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Nếu trường hợp mà con đang mải mê ham chơi ham vui hoặc con buồn phiền gia đình gì đó thì chú khuyên chân tình con hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Bởi vì tới giờ phút này bản thân con là hiểu rõ nhất ba con đang mang căn bệnh gì. Còn nếu cái trường hợp thứ hai mà tới giờ phút này con bị bạn bè rủ dê hoặc là con sập bẫy của những người bạn xấu, đối tượng xấu mà không cho con về, khống chế con hoặc đang ép con làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật, thì con thật bình tĩnh, con tìm đủ mọi cách. Thứ nhất là con có thể con gọi điện con báo cho đường dây nóng của công an là 113. Thứ hai là con có thể gọi điện cho các chú của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để các chú cùng với lại bà của con với gia đình ngồi lại bàn bạc với nhau để lên kế hoạch để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái nha. Hy vọng rằng là con sớm xem được video này. Còn những cái đối tượng nào, thanh niên nào mà đang chứa chấp hoặc ép buộc, khống chế không cho bé về, thậm chí là gây ra một cái hậu quả gì nặng nề với bé. Bởi vì hiện tại năm nay bé mới 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Có thể là sẽ bóc rất nhiều cuốn lịch, đi xa đấy, nhiều mùa xuân xa gia đình đấy. Nếu mà không muốn dây dưa dính líu tới pháp luật thì hãy nhanh chóng thả bé về, đưa bé về cho gia đình. Còn nếu cố tình ngoan cố mà cứ ép buộc khống chế không cho bé về hoặc gây ra một cái hậu quả gì nặng nề với bé thì chắc chắn rằng cái hình phạt này rất là lớn và sẽ không bao giờ gọi là tha thứ được. Thì cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải thông tin này nhanh nhất và lên đường kết nối để tìm kiếm tin tức về con gái nhà anh. Thì hôm nay anh về đây, anh nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải ghi hình đăng lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con, đúng không ạ? Thì anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Tôi đồng ý. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Hôm nay anh về đây thì anh em giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cho anh nhá. Không riêng gì anh, tất cả mọi người về đây đều giúp miễn phí hết nhá. Cảm ơn anh em. Cuối video này thì em chúc cho anh là sắp tới thì đi mổ về tim
là nhanh chóng là bình phục khỏe anh nhá. Và cái điều đặc biệt là con gái anh sẽ sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Dạ em xin phép xin chào anh. Dạ rồi thì em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.